Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học Hệ Chính quy khóa 8 năm 2024 cho hơn 300 cử nhân. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh hiện đào tạo 7 ngành học, gồm Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế quốc tế kế toán, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý. Trong quá trình đào tạo, các sinh viên được trang bị kiến thức phong phú, có chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực, có khả năng làm việc độc lập, có tư duy sáng tạo, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đợt này, trường trao bằng tốt nghiệp cho 305 sinh viên đại học khóa 8, hệ chính quy, khóa học 2020-2024. Trong đó, 21 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 90 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Theo thống kê, hàng năm số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo đạt trên 80%, được các cơ quan đơn vị tuyển dụng đánh giá cao. Được biết, năm học 2024-2025, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tuyển hơn 1.000 chỉ tiêu đại học hệ chính quy và gần 100 chỉ tiêu đào tạo sau đại học.